Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Trong video ngày hôm nay mình sẽ làm món tàu hũ. Để làm cái món này thì mình chuẩn bị đây là đậu nành. Đậu nành thì mình dùng 200g và mình đã ngâm qua một đêm để cho đậu nành nó nở ra gấp đôi. Và đây là nửa muỗng cà phê muối và một trái chanh. Chanh thì mình chỉ sử dụng nửa trái thôi. Và đây là túi lọc nước cốt dừa này các bạn. Mình dùng cái túi lọc nước cốt dừa để mình lọc đậu nành á. Và ở đây mình có hai cái rổ hình vuông, kích cỡ thì nó bằng nhau nha. Và đây là nước thì mình dùng 2 lít nước. Chanh đó các bạn, cái phần chanh đây nè, nếu mà các bạn không có sử dụng chanh thì các bạn có thể sử dụng giấm cũng được nha. Nếu mà các bạn dùng giấm thì các bạn dùng 2 muỗng cà phê giấm. Rồi, như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Phần đậu nành thì mình đã vo sạch, múc bớt cái vỏ đi rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xay đậu nành nha. Mình sẽ đổ cái nước này ra. Mình đã cho phân nửa đậu nành và nước vô trong cái ca xay sinh tố rồi. Sau đó mình sẽ xay cho thật là nhuyễn. Khi mà mình xay xong, bây giờ mình sẽ lược. Mình đổ vô cái túi lược nước cốt dừa nè các bạn. Các bạn cứ xay và lượt cho đến khi nào hết 2 lít nước thì thôi nha. Cái phần xác này là các bạn mình lấy mình xay lại, mình đổ nước vô mình xay lại á, để cho nó ra hết cái chất tinh bột của đậu nành. Đây là cái phần xác đậu nành mà mình vừa lượt xong rồi. Bây giờ mình sẽ đổ nước vô tiếp. Mình xay rồi mình lượt tiếp. Và đây là sữa đậu nành sau khi mà mình đã lược ra xong rồi các bạn. Ở đây nó có những cái phần bọt đó, mình sẽ hớt bọt. Khi mình vắt nó nổi bọt lên gì nè, mình hớt bỏ đi. Sau đó mình sẽ bắt lên bếp và đun cho cái nước đậu nành của mình nó sôi lên. Trong khi mà mình mới vừa bắt cái nồi đậu nành lên bếp á các bạn, bây giờ mình sẽ pha nước nha. Ở đây mình chuẩn bị nửa chén nước. Bây giờ mình sẽ cho nửa muỗng cà phê muối vô và khuấy đều lên cho muối tan ra. Tiếp theo là mình sẽ nặn vô nửa trái chanh. Chanh này mình bỏ hộp đi nha. Chanh này khoảng 2 muỗng cà phê đó các bạn. Rồi mình sẽ khuấy đều lên. Giờ mình đi qua mình xem cái nồi đậu nành của mình nha. Trong lúc nấu thì các bạn nhớ là mình sẽ quậy thường xuyên vậy nè, để cho đậu nành nó không có bị khét. Vì khi mà mình ngưng mình không quậy nữa thì đậu nành nó sẽ lắng xuống và nó dễ bị khét lắm. Quấy cho đến khi nào sữa đậu nành của mình sôi lăn tăn lên là được nha. Sữa đậu nành đã bắt đầu sôi lăn tăn rồi, bây giờ mình sẽ cho cái phần nước và chanh mà mình đã pha vô. Mình vừa đổ mình vừa khuấy từ từ nha. Các bạn thấy cái phần sữa đậu nành của mình nè, nó bắt đầu mình chia cái phần đậu nành và cái phần nước ra làm hai rồi nè. Lúc này thì các bạn nhớ là mình để lửa nhỏ thôi nha. Mình sẽ để lửa nhỏ khoảng 2 đến 3 phút để cho cái phần sữa đậu nành với lại nước các bạn nó tách ra làm hai, đến khi nào mà các bạn thấy cái phần nước của mình nó trong lại là được nha. Tàu hũ của mình như vậy là được nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và đổ cái nước tàu hũ ra ngoài cái rổ nha. Đây là cái rổ này các bạn, cái rổ đỏ của mình nè. Mình để là cái đồ luộc nước cốt dừa các bạn, mình cắt ra này. Giờ mình lót lên miếng vải để khi mà mình đổ tàu hũ xuống á, thì cái phần nước nó sẽ chảy ra ngoài, còn cái phần tàu hũ nó sẽ giữ lại. Mình đã trải cái miếng lọc nước cốt dừa ra cái rổ rồi, bây giờ mình sẽ đổ đậu nành vô. Của mình nó hơi ít đó các bạn, cho nên mình đã đổi cái rổ rồi nè. Mình sẽ dùng cái rổ nhỏ hơn như vậy nè, để cái miếng tàu hũ của mình nó sẽ dày hơn. Cái rổ đỏ của mình á thì nó rất là lớn mà tàu hũ của mình lại ít, mình làm nó sẽ dẹp lép ha. Mình đã đổi cái rổ rồi nha. Giờ mình lấy miếng vải mùng nè, đẩy qua. Sau đó mình sẽ lấy một cái rổ cùng kích cỡ, mình để lên như vậy nè, mình dằn xuống. Nếu mà các bạn muốn ăn tàu hũ cứng hơn thì các bạn dằn cái độ nặng xuống nha, dằn cho nó chặt xuống. Còn mình muốn ăn tàu hũ mềm thì mình dằn cái độ vừa thôi. Bây giờ mình sẽ để lên cái dĩa nha các bạn, cái dĩa hình vuông. nó vừa với lại cái rổ của mình. Bây giờ mình để lên một tô nước nữa. Đó, mình dằn xuống như vậy nè các bạn, để cho cái miếng tàu hũ của mình nó sẽ dính chặt lại. Các bạn thấy nước nó chảy ra rồi nè. Mình sẽ để như vậy trong vòng 1 tiếng. Sau 1 tiếng thì cái phần tàu hũ của mình nó đã nguội lại, thì mình sẽ lấy ra nó rất là dễ. Và đây là tàu hũ sau khi mà mình để được 1 tiếng rồi. Bây giờ mình sẽ gỡ ra. Tàu hũ của mình nguội thì mình sẽ lấy ra, nó không có bị dính, rất là dễ. Đây mình đã lấy miếng tàu hũ ra nè các bạn. Các bạn nhìn miếng tàu hũ của mình nè, rất là mềm. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra nha. Mình đặt cái bề này lên đi. Mình cắt ra cho các bạn cùng xem. Wow, tàu hũ mềm ghê luôn á. Các bạn nhìn nè, rất là láng luôn, y như tàu hũ ở ngoài ta bán vậy đó các bạn. Tàu hũ này thì mình có thể chiên lên, hoặc là các bạn có thể nấu canh cũng được nữa. Đây là miếng tàu hũ của mình nè các bạn. Tàu hũ màu trắng chưa có qua chế biến. Bây giờ mình sẽ đem đi chiên. Mình chiên cho nó vàng giòn lên để mình ăn sẽ ngon hơn. Hoặc là các bạn có thể nấu canh với lại giá hẹ cũng rất là ngon đó. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi chiên. Mình bắt lên bếp 1 chảo dầu rồi. Bây giờ mình sẽ cho tàu hũ vô. Mình chiên cho miếng tàu hũ vàng là được rồi. Ở ngoài tiệm người ta bán tàu hũ á các bạn, có miếng thì người ta để tàu hũ trắng như vậy, còn có miếng thì người ta chiên lên. Mình muốn mua cái nào thì mình mua. Các bạn nhìn cái miếng tàu hũ của mình nè, nó đã vàng rồi. Lớp vỏ ngoài rất là giòn luôn á. Rất là thơm nha các bạn, thơm mùi đậu nành ghê luôn á. Tàu hũ của mình vàng vậy được rồi, giờ mình sẽ gấp ra. Tàu hũ mình đã chiên và mình cắt ra những cục nhỏ như vậy nè, để cho dễ ăn đó các bạn. Mình sẽ chấm với lại tương ớt. Bây giờ mình sẽ ăn nha. Tàu hũ rất là ngon luôn các bạn, rất là thơm và không hề bị chua nha các bạn. Mình đổ chanh vô không có bị chua. Dùng 200 g đậu nành đó các bạn. Sau khi mà mình làm ra được cái phần tàu hũ của mình á, mình có cân lại là được 240 g đó. Nó nặng thêm 40 g nữa đó các bạn. Mình sẽ ăn thêm một cục nữa. Đây các bạn nhìn miếng tàu hũ của mình nè, rất là ngon luôn á. Ăn vô thơm mùi đậu nành nè, vừa mịn nữa. Mình chiên lên đó các bạn, ăn cái lớp bên ngoài cái nó rất là giòn. Tàu hũ mình làm ở nhà các bạn, vừa ngon nè, vừa an toàn nữa, không có chất thịt cao nha các bạn. Nhiều khi ở ngoài người ta làm á, người ta bỏ chất gì mình đâu có biết được đâu. Mình làm ở nhà như thế này nè, mình làm mình biết. Ăn nó vừa ngon nè, vừa đảm bảo an toàn nữa. Cách làm tàu hũ này cũng rất là đơn giản đúng không các bạn? Toàn là nguyên liệu dễ tìm không à. Cái phần này các bạn, mình có thể kho chay các bạn. Kho chay ngon lắm, hoặc là mình có thể xào với đậu cũng rất là ngon. Còn nếu mà các bạn chưa ăn liền á, khi mà mình làm ra miếng tàu hũ rồi á, các bạn có thể để vô ngăn mát tủ lạnh nha. Khi nào mình ăn thì mình lấy ra làm. Các bạn hãy thử làm cái món tàu hũ tại nhà đi nha các bạn. Và bạn nào mà đã làm thành công rồi thì hãy để lại comment cho mình biết nhé nha. Và các bạn ơi, video làm món tàu hũ của mình đến đây là hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ngon miệng. Nếu các bạn mà có yêu thích video của mình thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!